Hello mọi người nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bên ốc nhá. Đến với video tiếp theo của mình sẽ đưa mọi người đi xem cảnh bắt ngao tại Đài Loan này mọi người. Đây là gọi là cái chỗ bãi bồi ở gần bờ biển Đài Loan nhé mọi người. Ở đằng trước kia là bờ biển to rồi. Đây, anh em chúng tôi giờ đang đi bắt ngao này mọi người. Thấy. Anh em chúng tôi đang đi bắt ngao. Đây có rất nhiều ngao nha mọi người. Nhưng mà hiện thì chiều đang xuống này mọi người, chưa mới xuống được, vẫn đến cái đoạn này thôi. Uầy, lâu rồi không đi bắt thì mới nội ra đây và đã nhọc rồi. Có không Dấu ơi? Toàn con trà vá lửa rồi. Đấy, đây là anh Ninh nhá, anh A Lín. Đây. Dậu rách đây mọi người xem, đây là cái cảnh quốc hến này mọi người. Đấy. Mấy quan rồi, mấy quan à? Đây nhá mọi người nhá, hến này, à đây này, ngao đây đấy. Đấy, vàng ươm nha, rất là ngon nhá mọi người. Đấy. Đây là bộ đồ nghề của tôi này mọi người, tôi lưới rửa thuốc chai nước. Đấy. Ở trên cái chỗ đoạn này là cái đoạn nó hơi cao nên nó không có mấy mọi người. Ở dưới này đợi thủy chiều nó xuống này, là tôi đang đợi thủy chiều nó xuống này, tôi xuống đây bắt này, dưới đây nó mới nhiều này mọi người. Trời lắng quá. Ở trên này thì thấy nó nhỏ á. Đây đang ngồi anh đây là anh Đinh này, đang ngồi đợi thủy chiều xuống này mọi người. Đấy, anh đang ngồi đợi thủy triều xuống. Ui giời, hôm nay thủy triều lâu xuống quá. Đây bộ đồ nghề của tôi này mọi người. Đấy, túi lưới nước. Đấy, kia là anh rau rách nhá, anh ấy vừa mới cuốt được có mỗi một cái trò mân quan này mà anh đã phải uống một lon sữa để lấy lại sức rồi. Đấy, lúc này chỉ có thèm sữa là lớn rồi mà, còn lúc nào cũng thèm sữa. Là chúng tôi lại phải đợi thủy triều nó xuống á thì bắt đầu mới bắt được. Để nội ra đoạn nó ra đoạn ngoài kìa mọi người. Đấy, hướng ngoài đấy. Đây, chỗ này trong đây là bụi cây này. Ở trong này có cua nhá mọi người. Ở trong đây là khá có nhiều cua phết. Bữa nào tôi sẽ đi bắt cua cho mọi người xem nhá. Cua biển đã to à. Đây ở trong đây là bụi cây nước nọ này mọi người, nước nọ nước mặn gì ấy. Đây này, đây là cái con hầu này mọi người. Con hầu nó bám vào cột này. Bên này rất là nhiều hầu nhá, rất nhiều con này ở ngoài kia, tôi ngoài chỗ tôi bắt hến kia nhiều hơn, rất là nhiều. Đây, sau khi là uống sữa xong anh lại bắt đầu cuốc rồi mọi người ơi. Đấy, từ bấy giờ anh ấy cuốc được thấy rồi, được khoảng tầm mấy lạng rồi, 3 lạng hến rồi. Ở cái đoạn này nó chưa có bao giờ đợi phải thủy chiều xuống kìa mọi người, xuống đi. U ở bên kia kìa, đấy. U bên đấy nó sẽ nhiều hơn mọi người nhá. Đấy, anh vừa cuốc được một đôi đang ôm nhau rồi này. Đây, để mình quay lại cái cảnh cuốc cho. Ôi, đoạn này nó, đây này mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, nó ở lại đấy. Đấy, cảnh phát đi. Đây à. Đấy, đấy cảnh vỡ, vỏ rồi. Vỡ rồi. To thế. Hến chết. Cái cảnh cuốc này nha mọi người. Đấy hến kìa, đây này. Đây mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy con hến này chưa? Đấy. À con này con ngao. Ngao nước mặn nước nọ gì đấy. Đấy. Đây này mọi người. Chúng tôi chỉ bắt những cái con mà nó to to thôi. Nó to khoảng tầm bằng 2 đầu ngón tay. Còn con nhỏ chúng tôi thả đi để cho nó lớn, sau này bắt sau nhá. Đây là anh Ninh này, anh đang bắt đầu bắt rồi này mọi người. Mình đợi nước nó xuống cạn một tí nữa thì
cái đoạn trên này nó không có mấy. Đây này, chưa băng được. Chưa đeo băng tay đây này, mọi người thấy không? Đấy con ngao này. Đây, đây cháu khe này con này. Nhưng con ở trong này con nhỏ nhá mọi người. Con này thì nó phải bằng hai đầu ngón tay rồi đấy. Thì bắt được con đấy được. Anh em chúng tôi bắt cái con này là về là vừa ăn vừa bán. Con buổi đi bắt như thế này thì cũng được tầm 1 đến 2 triệu. Trong vòng 5 đến 6 7 tiếng thì ấy. 5 6 7 tiếng. 2 triệu hơn 2 triệu cũng có, nhiều nhất thì cũng hơn 2 triệu, 3 triệu cũng có. Đấy, anh cô rất nhanh mọi người thấy không? Và đây là một mớ hết. Đây là đấy, đấy này mọi người này. Đây là hến này, ngao đấy nhá. Ngao hay hến thì mình cứ gọi là con hến đi, nhưng mà mọi người gọi là con ngao thì nó sống ở dưới mương nước mặn này. Đây là mọi người này thấy không, đấy một phát là mấy quần liền này. Đấy trước kia có quần này, đấy cái nhỏ còn đây là hạt nhỏ nhá. Còn đây là dưới hai đầu ngón tay là chúng tôi không bắt nhá, còn mình không bắt. Ở đây chúng tôi chỉ bắt những cái con hến tương đối to thôi, con nhỏ này đẻ cho nó lớn xong rồi bắt sau cho nó sinh sản, bắt hến nhỏ về vừa bắt vừa bảo tồn. Kìa con kia to phết kìa, đấy nó mọi người như hến nhà luôn. Đây có một trò mà đợt tương đây hến đây này. Đây hến to nhá mọi người, đây là mình quay lại thì nhìn nó nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà nó phải to bằng hai đầu ngón tay đấy. Cái con nhỏ mình không bắt. Chết thật là mình không thấy mình nhỏ đâu. Không, mình chỉ bắt con to thôi. Đây này, đấy. Anh ấy còn chừa lại mấy con nhỏ này. Đấy, anh em phóng sinh. Không phải phóng sinh mà là không bắt những con đấy. Đây này mọi người. Đây là đây. Đây anh Dậu này, anh Dậu này anh bắt hết cả hết nhỏ này. Tôi nhỏ này. Anh ấy bắt hết này. Đấy. Mình phải đi lấy đồ nghề của mình á. Cũng mới mình là chưa khai quốc. Mình lâu lắm rồi, mấy tháng nay rồi chưa đi bắt. 4 năm tháng nay chưa đi bắt bữa nào. Đấy, thì chiều hôm nay nó lại xuống chậm quá, mọi hôm mình thấy nó xuống nhanh hơn. Hôm nay xuống chậm quá. Mình đi từ lâu rồi, ngồi đợi thủy chiều xuống. Ui, to quá. To này, có tiếng phù phù mong mọi người thông cảm nhá. Đấy, ít quá. Đấy mọi người kìa. Đấy, ui xài. Mình đang ngồi. Đấy. Con này. Đây mọi người đây. Mình bắt hết to này. Đây, mình, đây đúng chưa? Không còn to hơn hai đầu ngón tay mình đúng không? Đấy. Mình bắt hết to này nhá mọi người. Đấy. Đấy. Mọi người đánh cuốc cho mọi người xem. Đấy, đừng cuốc vào chân em nhá. Bắt ở chân thì nó đến to như thế này. Hàn đâu quân gì ấy? Anh rửa thứ nào, anh đeo găng tay rửa thứ nào, không phải số hết, không biết con gì này. Đây cốt được con gì này mọi người ơi, đeo này nhìn như con đĩa ấy, con này chắc béo lắm này mọi người, không có vỏ nhá này. Đây mọi người này ấy, không có vỏ luôn. Đeo ơi, tôi sửa luôn. Sữa dạo nha, thích vừa dạo thích luôn. Con này giống con sên vậy. Đây mọi người ấy ghê. Đấy. Đây hai tay cuốc đẳng cấp này, anh cuốc như một chiếc máy. Đấy. Đây là nghề kiếm tiền rất nhanh tại Đài Loan. Đây mọi người thấy không, hến nhỏ này, đây cơ, hến nó hát còn nhỏ này, không bắt này mọi người. Đấy. Đây cái con gì này mọi người. Đây vừa cua con gì này, nó như kiểu con sên đấy. Chưa biết là cái con gì. Chưa bao giờ nhìn thấy con này nhá mọi người, đây này. Đấy. Như con sên, con này chắc béo lắm nhỉ. Con này xèo quá lắm. Ừ. Lưỡi nó dày này. Thì toàn lưỡi. Bắt về mà xào. Ngon lắm á.
định bỏ mình đi là lím. Con sò huyết này, đây mọi người. Đấy nhá, vừa bắt được con sò huyết này mọi người. Đây mọi người, có cả đây có cả sò huyết nhá. Còn nhiều cua lắm mọi người, cua ghẹ hôm nào mình sẽ đi quay đi bắt cua ghẹ cho mọi người xem. Đấy, đây là mọi người. À, con to này nhá. Đây mình thử cho mọi người xem nhá. Đấy. Đây, đây nước biển này, nước mặn này. Đây mọi người, đấy. Đây nha mọi người. Đó. Toàn con toàn con ngao to thôi mọi người. Đây này, anh bắt được khá khá rồi, chắc khoảng tầm 1 cân rồi này mọi người. Cái con này nó rất nặng, tương đây đó khoảng tầm 1 cân rồi. Anh đang bổ rất là anh bắt rất là chuyên nghiệp rồi nha mọi người. Đấy, anh moi rất là chuyên nghiệp, rất nhanh. Đấy. Ừ, biết không, lần đây cái quần này giống con sên. Giống con sên. Chắc là con sên biển. Loài mới. Thế còn ngoài bờ biển kia có con bào ngư đây, em nào đi bắt con bào ngư ấy ăn. Con mà ông nội người Đài nó bắt đấy, còn đây con bào ngư ấy, nhưng mà nó ở nước chỗ đấy nó không có nước đấy, nó nhỏ á. Đây là chuyển lên cái đàn trên này nhá mọi người, cứ thử đàn trên này xem có hến to. Đây có quần, úi giời, thế này đen xì. Đấy nha mọi người. Đây là có này mọi người. Đấy, anh cuốc một tí được một nắm rồi. Đấy, một tay cuốc một tay nhặt nha mọi người ơi. Đấy, dạ, đây mọi người này, đấy, thấy không? Đây, cái nhỏ không bắt này mọi người. Mình bắt mà vừa bắt vừa bảo tồn. Không để không được bắt tận diệt được. Đấy, tay bắt tay moi. Hơi nở Phật đúng không? Đấy, nhanh không? Úi giời. Đấy, còn đây là hơi nhỏ nên anh ấy thả. Úi giời, được con to vỡ rồi. Con hiến to này vỡ vỡ rồi này mọi người. Đây đây con hiến vàng này vỡ mất rồi này. Đấy, to phết. Con này là con tay con ngao nên mình cứ gọi là con hiến đi, gọi quen là con hiến này. Đấy đây, quay trở lại với anh sau rách. Quay lại trở lại với anh dọn rác kia nhau. Đây, anh dọn rác kia anh đang cuốc này. Đã xem thành quả của anh ấy nhá mọi người nhá. Đây thành quả của anh đây mọi người. Nó này khoảng tầm hơn cân rồi, cân rưỡi hến rồi mọi người nhá. À cân rưỡi ngao. Đây. Thôi mình xin tạm dừng ở đây, tí mình sẽ quay thành quả cho mọi người xem nhá. Giờ mình phải đi cuốc ăn, đi kiếm ăn. Từ bấy giờ là mình chưa bắt được con nào mà mọi người bắt nhiều quá này rồi, tí mình đuổi không kịp. Đấy mình tạm dừng ở đây nhá, tí mình sẽ quay thành quả cho mọi người xem nhá. Ok mọi người nhá.